Nhiều bạn chỉ chăm dưỡng da mặt mà quên chăm sóc dưỡng da body, nên nhiều khi nhìn lên mặt thì đẹp, nhưng nhìn body thì hơi quê mùa vì da không đẹp. Vì thế để có được sự thanh thoát và sang trọng quyến rũ, chị em mình còn phải nhớ dưỡng da body để cho phù hợp với gương mặt nữa, để mình đẹp chuẩn từ đầu đến cuối, chứ đừng để nhìn mặt thì đẹp mà nhìn xuống dưới xấu thì không cân xứng chút nào cả. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về kem dưỡng trắng da body Dermon, cho những bạn nào quan tâm đang có ý định mua kem này nhé. Bên mình là shop bán hàng, có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. kem dưỡng trắng da Body The Mon là siêu phẩm khuynh đảo chị em trong thời gian gần đây, một mùa hè đầy nắng và gió không còn là nỗi lo nữa. Kem The Mon giúp cho da bạn trắng sáng bật tông, da được nuôi dưỡng trắng hồng từ sâu bên trong, chứ không đơn giản chỉ là kem body thông thường thôi đâu. Kem Body The Mon có khả năng bảo vệ da chị em dưới ánh nắng mặt trời hay các tia tử ngoại. Kem Body The Mon giúp dưỡng trắng sâu tận gốc từ bên trong, mở thâm đốm nâu sạm nám trên body, thẩm thấu tan nhanh vào da trong 3 giây, trắng bật tông chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Kem Body The Mon là dòng sản phẩm chăm sóc da rất đắt hàng của thương hiệu nổi tiếng. Sản phẩm mang lại hiệu quả bật tông da thần tốc nhờ sự góp mặt của các dưỡng chất an toàn với khả năng thẩm thấu vào da siêu nhanh. Kem này được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, không bào mòn hay làm mỏng da. Mùi hương nhẹ nhàng, không có mùi nồng gắt như một số dòng kem dưỡng trắng thông thường. Chất kem mịn, thấm luôn vào da ngay khi thoa, không gây bết dính, không lộ vân kem trên bề mặt da khiến nhiều chị em thích mê mệt. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem Body The Mon hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm giờ mon mua của shop mình, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng làm giúp da trắng mịn, trắng nhanh và hồng hào, da căng mướt hơn những loại kem body khác. Nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này, thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là làm ẩm và mềm da giữ cho da luôn căng bóng mất mịn, cảm giác da được thu nhỏ lỗ chân lông hơn không khô ráp nữa. Khi mặc những bộ váy áo hở eo, hở lưng thì đẹp lắm. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được, những ai đã dùng kem body này đều khen cả. Với nhiều tính năng chăm sóc và làm trắng mịn da cực tốt thì không thể chê vào đâu được. Đó là lý do mà bạn có thể mua kem body Zermon về dùng để cải thiện cho da mặt mình luôn đẹp và căng tràn sức sống hơn.